Alo, chào các bạn. Hôm nay tối thứ ba đúng không? Chúng ta lại tiếp tục live stream cái chủ đề tối hôm nay rất là hay, đó là 10 cách để chúng ta học hỏi kinh nghiệm từ người khác. Là tối hôm nay thì mình live stream sớm hơn. Và bây giờ các bạn đã bắt đầu online chưa? Và bình thường thì mấy ngày nay mình liên tục mình hỏi được nhiều bạn hỏi là mình có cái giờ livestream như thế nào. Thực sự thì một tuần mình cố gắng mình livestream 3 bữa, tối thứ hai, tối thứ ba và tối thứ sáu, nhiều hơn nữa thì tốt, bởi vì cái lịch nó cũng bận quá, nên là cũng thông báo cho các bạn biết có thể đang ráng cố gắng nhiều hơn thì 4 bữa, nhưng mà một tuần ít nhất là cũng 3 bữa, tối thứ hai, tối thứ ba, tối thứ sáu, có thể là nó trễ hơn, có thể là 9:30, nếu bình thường mình rảnh thì 9:30, sớm hơn một chút xíu, hoặc là trễ thì cũng 10 giờ. Mình đang cố gắng tuân thủ được một tuần 3 buổi nó như vậy để chia sẻ, để cùng nhau kết nối với các bạn. Đúng rồi, hôm nay mình về sớm để kết nối với các bạn. Chào bạn Hồng Phát, hôm nay mình về sớm. Chào bạn Nguyễn Linh, ok. Và các bạn cùng nhau chào mình đi, chúng ta cùng nhau biết nhau. Bạn nào mới lần đầu tiên biết mình thì đây là cũng cơ hội để chúng ta quen nhau, chúng ta kết nối nhau, chúng ta là quen với nhau. Và nhờ có cái Facebook này mà ngày hôm nay chúng ta được kết nối rất là nhiều người ở trên khắp thế giới này, cũng như là ở khắp mọi vùng miền này. Nên các bạn giới thiệu với các bạn là các bạn đang ở đâu đi, để cho mọi người cùng biết, để mọi người cùng xem livestream cùng biết các bạn ơi. Và cái chủ đề tối hôm nay là chủ đề gì, các bạn có nhớ tôi chủ đề tối hôm nay mà mình livestream mình hay nói chủ đề trước lắm. Bạn nào mà đã xem tối hôm qua thì các bạn phải biết là cái chủ đề tối hôm nay là chủ đề gì. Và bây giờ chúng ta cùng nhau thống nhất, khoảng 100 người xem thì bắt đầu mình chia sẻ về cái chủ đề này. Và tối hôm qua là một trong những cái chủ đề nó khá là hay, và nhiều bạn ngày hôm nay cũng đã comment với mình là bạn đã xem những cái livestream đó và bạn rất là hay. Và hồi nãy có một bạn comment với mình, bạn nói như vậy này: ba em hỏi là tối nay thầy có livestream hay không. Bạn bạn đó đang ở Sài Gòn và ba bạn ở ngoài Quy Nhơn, mà nói tối nay có em. Và bạn nói ba em mà fan hâm mộ của thầy rồi. Ok, vui quá. Rất là vui. Nói chung là chúng ta nhờ chúng ta chia sẻ cái Facebook, nhờ chúng ta chia sẻ cái livestream này mà chúng ta sẽ được kết nối, chúng ta biết với nhau. Và chính các bạn luôn, các bạn xem cái livestream này thì các bạn nhận ra điều này. Chào bạn Nguyễn Kim Tiên, em ở Tân Bình. Ok, bạn ở Sài Gòn cũng rất là gần mình, và nhờ cũng có cái Facebook livestream này mà hàng tối chúng ta được online với nhau. Các bạn biết mình biết các bạn, và đó là một trong những cái cách mà chúng ta phát triển mỗi ngày. Bạn chào ơn bạn Văn, bạn Huỳnh Văn Thanh. Hết rồi em, tối nay rất là khỏe, rất là sung rồi, không còn tối qua nữa bị cái viêm xoang. Mà ngày hôm nay cũng có một bạn gửi cái đoạn video cho mình cái cách dùng yoga để chữa trị viêm xoang, rất là tuyệt vời. Bạn đã biết quan tâm đến mình, cái đó là một cái tính cách rất là tốt. Chúng ta biết quan tâm đến người khác khi chúng ta có một cái gì đó, biết một cái điều gì đó. Bạn Diệu ở Cần Giờ, cảm ơn bạn Diệu rất là nhiều. Bạn hy vọng ok tối thứ năm gặp, tối thứ năm thì mình có cái chương trình chia sẻ trực tiếp ở tại cái hội trường của mình, hội trường của B-Training ở 199 Điện Biên Phủ, về cái khóa học làm chủ miễn phí. Và bạn nào ở Sài Gòn rảnh thì chúng ta đăng ký và chúng ta đi tham dự cái buổi tối hôm đó. 80 người hội trường, 80 ghế thì chúng ta chỉ ngồi được 80 người thôi. Và bây giờ các bạn hãy chia sẻ cái livestream này và giới thiệu bạn bè của mình. Bây giờ được 60 người rồi, rất là tuyệt vời. Chúng ta đã được lên 6, được 60 người rồi, 56, 60 người rồi, và lên 100 người là mình bắt tay và mình chia sẻ liền. Trong thời gian chúng ta đang kết nối làm quen, mình mới vừa online thôi, cũng mới có vài phút thôi, nên các bạn nhanh nhất giới thiệu bạn bè của mình để cùng nhau gì ạ, cùng nhau cái buổi học online tối nay. Đông đó lên 61 người rồi, các bạn rất là tuyệt vời. Mời bạn bè của mình vào, mời những người thân của mình vào. Chào bạn Phạm Tấn Đạt, em ở khu vực nào? Chào bạn Huỳnh Văn Thanh, các bạn ở khu vực nào? Chào bạn Trương Lê. Ngày hôm nay có một anh, anh cũng xem livestream của mình và anh có đến cái chương trình của mình, và anh rất là nhiệt tình. Không biết là giờ này anh có rảnh để anh xem livestream hay không. Anh nói là anh cũng hay bận. Ok chưa?
chào bạn Đặng Hậu, ok, chào bạn Võ Hồng. Tức là thông qua livestream cũng có rất là nhiều người biết đến mình, và mình cũng quen biết với các bạn. Sách online đến khoảng 2 tháng nữa mới ra em. Và bây giờ 70 người rồi, các bạn thấy không? 75 người rồi. Wow. Chúng ta tiến lên rất là nhanh. Chúng ta tiến lên rất nhanh và nhờ cái livestream này mà chúng ta biết về nhau rất là nhiều. Và các bạn cũng biết mình cũng biết các bạn, và cũng thông qua livestream này mình thấy mình cũng giới thiệu rất là nhiều bạn. Và thế là chúng ta kết nối nhau. Chào bạn Đoàn Liễu, ok chưa? Em đã giới thiệu bạn bè của mình chưa? Để xem livestream chưa? Chia sẻ livestream. Ôi, chuẩn bị lên 80 người rồi. Rất là nhanh chóng. Vô cùng nhanh chóng. Mỗi người chúng ta góp một tay thì nó sẽ nhanh. Chào bạn Nguyễn Mạnh Thiện Akana. Ôi, chào bạn Nguyễn Hồng Tạo. Chào bạn Đạt Trần. Vâng, buổi tối rất là năng lượng em. Các bạn rất là năng lượng và các bạn rất là tuyệt vời. Và chào bạn Lê Hồng Diễm. Vâng, ok. Chúng ta phải lô cùng năng lượng. Chào bạn Ngọc Huyền. Ok, các bạn đến từ tỉnh nào các bạn hãy gọi giới thiệu mình. Chào bạn Photo Vũng Tàu. Không biết là thực sự là bạn Photo Vũng Tàu bạn tên gì. Bạn cứ lấy cái nick này bạn nói chuyện nên mình cuối cùng mình không biết là bạn tên gì. Hãy lấy cái nick riêng cá nhân của mình nói chuyện thì chúng ta nó dễ hơn. Ok. Còn bạn nào nữa? Ok chưa? Hãy chào làm quen và chia sẻ livestream về. Chúng ta đã lòng vòng ở cái con số 80 người rồi. Và chúng ta rất là tuyệt vời. Hãy tiến lên cái con số 100 rất là nhanh chóng thôi. Chúng ta mỗi người góp một tay thì nó sẽ lên con số 180 người rồi. Các bạn thấy chưa? Vô cùng nhanh chóng. Hồi nãy giờ mới có mấy phút à. Vâng, và bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái chủ đề chính luôn. Vậy thì làm sao để chúng ta học hỏi kinh nghiệm từ người khác? Chào bạn Kiểm Trăng. Ok chưa? Chào bạn Kiên. Ok. Và nói như vậy nè các bạn, là tại sao chúng ta phải, cái câu hỏi đầu tiên là chúng ta phải giải thích được là, chào bạn Thảo Đỗ, ok, cái câu hỏi đầu tiên chúng ta tự hỏi ra, các bạn cần phải có giấy tờ tập viết rồi trước mặt của các bạn đi, còn bạn nào không có thì comment xuống. Bạn Nhiệm ở Cần Thơ hả? Rất là tuyệt vời. Chào bạn Nguyễn Linh, ok. Chào bạn Nguyễn Tâm, chắc là lần đầu tiên biết với bạn. Chào bạn Phạm Anh, ok. Các bạn rất là tuyệt vời. Vậy cái câu hỏi đặt ra này, tại sao chúng ta phải học hỏi kinh nghiệm từ người khác? Tại sao? Bởi vì chúng ta muốn thành công nhanh hơn. Ok chưa? Bạn Nguyễn Mạnh Thiện nói là hôm nay vợ em đi học về chia sẻ nhiều lắm. Vâng. Thật sự là Quỳnh, bạn Quỳnh rất là trưởng thành đó, Thiện ơi. Thật sự ở cái tuổi của Quỳnh mới có 21-22 tuổi mà bạn phân tích ra quy trình doanh nghiệp và bạn học hỏi được nhiều thì rõ ràng là cái sự thành công của Quỳnh là nói riêng và thành công của vợ chồng em là nói chung, và thành công của doanh nghiệp Akana, màn cửa Akana, thật sự là Quỳnh rất là trưởng thành và Quỳnh phân tích rất là sâu sắc về cái quy trình doanh nghiệp, cái cách làm sao thiết kế, và cái đó là một cái điều rất là tuyệt vời á Thiện ơi. Chúc mừng em. Vâng, và chúng ta lên 90 người rồi, quá tuyệt vời. Đây là nỗ lực của cả đội nhóm. Ok, chúng ta lại tiếp tục nè. Chào bạn Lê Văn Toàn. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta phải học hỏi kinh nghiệm từ những người khác? Chúng ta đã lỡ có mặt trên đời này rồi đúng không? Không hiểu vì lý do gì đó, ok không à? Mà chúng ta lại có mặt ở trên đời này đúng không? Các bạn không? Chúng ta sinh ra đời mà chúng ta không hiểu một vì lý do gì đó chúng ta có mặt ở trên đời này. Và đã lỡ có mặt ở trên đời này rồi, ok, vì lý do của hai người nào đó đúng không mà chúng ta có mặt ở trên đời này, ok không các bạn? Vì lý do gì đó mà chúng ta có mặt trên đời này, và đã lỡ có mặt ở trên đời này thì bắt buộc chúng ta phải thành công. Bạn hình dung ra điều này được chưa? Bắt buộc chúng ta phải thành công, đừng có để cuộc đời chúng ta nó hoang phí. Con người chúng ta là một cái loài mà các bạn biết là người, cái con người chúng ta là một loài mà tuyệt vời nhất trên hành tinh này, vừa thông minh vừa xuất sắc, vừa có cảm nhận, vừa am hiểu, thì tại sao chúng ta phải để cái cuộc đời của chúng ta nó dở hơi vậy? Các bạn bây giờ livestream lên hơn 100 người rồi. Cái đây là sự nỗ lực của cả nhóm của chúng ta, của cả mình và của các bạn. Cái đây là một cái điều rất là tuyệt vời. Chào bạn Hoàng Hải. Ok. Rất là cảm ơn các bạn nhiều. Và khi chúng ta ở trên đời này thì chúng ta đòi hỏi chúng ta phải thành công. Tuy nhiên cái con đường tiến lên thành công nó rất là nhiều gồ ghề, nó rất là nhiều lý do. Nó cần phải sự lăn xả, cái sự dấn thân. Cái cuộc sống mà nó mang lại cái điều hữu ích cho chính bạn và cho gia đình bạn, nó đòi hỏi nó có rất là nhiều cái sự thay đổi. Và đó là lý do mà chúng ta cần phải gì? Cần phải học hỏi kinh nghiệm của những người xung quanh của chúng ta. Bởi vì có những con người họ đã biết cái con đường, họ đã biết cách đi rồi. Và chúng ta cái việc gì ạ? Chúng ta chỉ việc đi theo cái cách của họ đi trước thì chúng ta sẽ đỡ hơn rất là nhiều.
Còn hơn là chúng ta có loay hoay hoài. À, chào bạn Chu Văn Hiệp, bạn ở Hải Dương, rất là tuyệt vời. Vừa rồi mình có đi ra Hà Nội mấy ngày á, bạn Chu Văn Hiệp rồi mình có đi Hải Phòng nữa, và cũng có mấy bạn ở Hải Phòng gặp tiếp mình, rất là tuyệt vời. Nhờ có cái Facebook này mà mình biết các bạn, rồi các bạn biết mình, rồi đi đâu chúng ta cũng gặp, chúng ta làm quen với nhau. Rồi một ngày nào đó bạn vào Sài Gòn thì mình cũng tiếp các bạn thấy chưa? Nên là cái Facebook đó rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta không biết cách, bạn nào mà ngày nay mà sống ở dưới thời đại Facebook mà chúng ta không biết cách thì chúng ta như thế nào? Chúng ta lại hoang phí. Các bạn biết cái Facebook là cái gì? Ngày hôm nay, hồi kia mà để truyền hình được trực tiếp nó như vậy nè, các bạn biết không? Tốn kém lắm, các bạn thấy truyền hình trực tiếp tốn kém không? Mà ngày hôm nay chúng ta chỉ cần có một cái điện thoại smartphone, chỉ cần kết nối với internet tốt, thế là ngồi ở tại nhà và chúng ta biết hết mọi thứ, phải tương tác với mọi thứ trên thế giới này. Mà cái cuộc sống chúng ta nó không chất lượng hơn thì các bạn thấy chúng ta dở hơi, dở hơi kinh khủng. Các bạn thấy chưa? Đó là lý do mà chúng ta cần phải học hỏi kinh nghiệm từ những người khác để chúng ta phát triển nó tốt hơn, nhanh hơn. Bởi vì có những con người họ có những khả năng rất là đặc biệt và họ đang biết cái cách đó. Và nhiệm vụ của chúng ta là gặp họ để học hỏi kinh nghiệm, mà chúng ta lại không làm được nữa. Mất công dành thời gian ngồi đó rên rỉ làm cái gì mà không chịu gì à? Không chịu đi học hỏi, đi học hỏi từ người khác thì chúng ta sẽ thành công nhanh hơn, cuộc sống chúng ta nó sẽ chất lượng hơn. Các bạn nhận ra điều này chưa? Ok chưa? Đó là lý do mình đang nói, cái lý do mà chúng ta cần phải học hỏi kinh nghiệm từ những người khác. Và mình cũng rất là vui được kết nối với các bạn. Cái trang Facebook chúng ta hiện tại bây giờ đang xem là cả hơn 100 người rồi, đúng không? Và các bạn chia sẻ livestream về nhà mình, và mình lại kể cái câu chuyện hồi nãy nữa. Có một bạn nói rằng là tối hôm nay thầy có livestream không? Mình nói có, tối hôm nay có. Và bạn nói rằng là ba em cũng hỏi em là không biết tối nay thầy có livestream hay không. Ok, mình nói có. Và bạn nói là ba em là fan hâm mộ rồi. Ok, fan mộ của thầy rồi. Mình nói rất là tuyệt vời, bạn đang ở Sài Gòn và bạn cũng đang tham gia những lớp của mình. Bạn nói trước kia là làm cho một cái công ty nước ngoài rất là lớn. Ok chưa? Và do cái cơ duyên gặp nhau, tương tác với nhau, và thế là bây giờ bạn ra bạn làm kinh doanh, bạn đang trên hành trình những bước rất là tuyệt vời. Các bạn nhận ra điều này chưa? Và ba bạn thì ở ngoài Quy Nhơn lận, nhưng mà cũng xem và thông qua livestream này để chúng ta biết nhau. Điều đó rất là tuyệt vời. Và hồi nãy mình nói cái lý do vì sao mà chúng ta cần phải gì ạ? Học hỏi kinh nghiệm từ người khác rồi. Vậy thì bây giờ nó có những cái cách nào để chúng ta học hỏi kinh nghiệm từ người khác? Okay. Nó có những cái cách nào? Ok chưa? Vậy thì bây giờ các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ những cái cách đó chưa? Mà nếu sẵn sàng rồi thì các bạn comment xuống. Các bạn nói là đã sẵn sàng. Tại sao các bạn cần phải comment xuống? Và mình rằng cần các bạn comment. Bởi vì khi xem livestream này, chúng ta cần phải có sự tương tác. Nếu các bạn không tương tác thì sao ạ? Thì tự nhiên các bạn cũng ngồi đó rất là thụ động. Và các bạn biết một cái gì mà nó thụ động thì nó không có hay được. Nó là chúng ta cần phải tương tác. Ok, chào bạn ơi ơi, bạn rất là nhanh gọn lẹ. Ok chưa? Vậy thì cái thứ nhất, các bạn ghi vào. Thứ nhất các bạn ghi rõ ràng vào. Bạn đặt trăng, bạn nói là sẵn sàng rồi. Ok. Bạn Nguyễn Linh, bạn nói là bạn sẵn sàng rồi. Các bạn rất là tuyệt vời. Bạn Ngọc Huyền, đúng không? Cái chính cái sự tương tác nó làm cho bạn sẵn sàng tham gia hơn. Và bạn Lê Minh Trung, ok, các bạn rất là tuyệt vời. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì hãy comment xuống, đó là lần đầu tiên của mình, để sau khi xem livestream này thì mình sẽ tương tác với các bạn. Ok, các bạn sẵn sàng rồi, rất là tuyệt vời. Vậy cái điều đầu tiên, ghi vào. Các bạn ghi vào, mình mong muốn các bạn ghi vào livestream này luôn. Chúng ta phải chọn cho mình đúng một người ghi đi, chọn cho mình đúng một người có nhiều kinh nghiệm. Bạn Nhật Hà, bạn Hòa Sương, ok chưa? Trước tiên chọn cho mình một người có kinh nghiệm. Ok chưa? Chọn cho mình một người có kinh nghiệm nghĩa là sao ạ? Một là chọn cho mình một người có kinh nghiệm nghĩa là sao ạ? Trong bất kỳ lĩnh vực gì cũng có những con người họ làm thành công và họ đi trước ta rồi. Bạn Lê Minh Trung, lần đầu tiên tương tác của mình rất là tuyệt vời. Mình nói với các bạn này, trong bất kỳ lĩnh vực gì cũng có những con người họ biết chúng ta từ trước rồi, họ đi trước chúng ta rồi. Thì tại sao chúng ta phải lò mò? Tại sao chúng ta phải trả giá? Chúng ta phải thực hành đi, thực hành lại. Mà cái việc đó
Tại sao chúng ta phải lò mò, chúng ta nghiên cứu mà cái việc đó đã có người khác nghiên cứu rồi. Không những họ nghiên cứu, họ đúc kết kinh nghiệm rồi. Không những họ đúc kết kinh nghiệm mà họ đã làm thành công rồi. Không những họ làm thành công mà họ đã đưa chỉ cho nhiều người thành công rồi. Thì tại sao chúng ta ngồi chúng ta lò mò làm cái gì? Các bạn hình dung chưa? Đây những người, và cái đó là cái cách chúng ta đi tắt. Cái đó là cái cách chúng ta đi tắt. Các bạn lò mò bao giờ các bạn mới tới được? Bao giờ rồi các bạn phải trả giá lại, rồi các bạn sai lại, rồi cái sự trả giá này chắc gì bạn đã đúc kết ra cái kinh nghiệm. Cái khả năng đúc kết ra kinh nghiệm là tùy mỗi người. Có những con người họ có kỹ năng đúc kết kinh nghiệm đó rất là tuyệt vời. Bạn Đỗ thì xuân sang, sáng nay em đã nhận được sách của thầy, ok, rất là tuyệt vời. Ok chưa? Nó là chúng ta cần chọn cho mình một người có kinh nghiệm. Các bạn hình dung cái idea này chưa? Tìm một người họ có kinh nghiệm thành công rồi. Ở đây là kinh nghiệm thành công. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Chứ không phải tìm một người có kinh nghiệm thất bại đâu. Dĩ nhiên, trước khi họ thành công, họ cũng có sự thất bại. Nhưng bây giờ, họ đang thành công. Tóm lại là họ đang có cái kinh nghiệm thành công. Ví dụ như các bạn muốn ra khởi nghiệp, thì các bạn hãy tìm những con người họ đã gì ạ? Họ đã kinh doanh thành công rồi và hiện tại họ đang thành công, và cái việc thành công của họ nó đang rất là tuyệt vời. Thì cái việc bạn cứ đi tìm những con người đó, ok chưa, để bạn học hỏi từ họ, thì tự nhiên chúng ta đi nhanh hơn. Chúng ta lò mò làm cái gì? Bạn hiểu chưa? Nó là cái kinh nghiệm. Có nhiều người phải nói là làm sao để em tìm được cái con người đó. Mình kêu đơn giản, hãy nhìn chung quanh mình. Cái người nào họ đã thành công rồi, họ có cái kết quả rồi, thì chúng ta hãy tương tác với họ. Và nếu có chúng ta tương tác với họ không được, thì các bạn hãy xem lại cái kỹ năng gì, cái kỹ năng giao tiếp nói chuyện của mình các bạn tệ quá, thì đây là cái cơ hội để bạn luyện kỹ năng giao tiếp của mình thôi. Chào bạn Đăng Nguyễn, tìm họ và học hỏi từ họ, ok, đúng rồi. Chào bạn là Văn Liêm Hán, ok, chắc là lần đầu tiên bạn biết đến mình. Có rất là nhiều bạn hôm nay lần đầu tiên biết mình, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Qua Facebook chúng ta tương tác với nhau ha, các bạn làm quen với nhau với mình. Mình dành một phút mình quảng cáo về mình chút xíu nha các bạn ơi, có nhiều bạn không có biết mình. Mình tên là Nguyễn Thái Duy, ok chưa. Chào bạn Hương Tình, bạn có phải là bà xã của bạn Nhi không ạ? Ok. Mình tên là Nguyễn Thái Duy, hiện tại mình 42 tuổi, ok, mình ở Sài Gòn, mình ở quận 2. Và hiện tại mình có cái, mình sáng lập vườn ươm doanh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh. Cho tới nay là đã 9 năm rồi. Và mình rất là vui làm quen với các bạn ở khắp mọi miền đất nước thông qua cái Facebook này. Hiện tại là 125 người xem đúng không? Mình thì mình chia sẻ cho bạn cái cách làm sao để các bạn ra làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp. Tức là dĩ nhiên trong cuộc đời chúng ta có nhiều cái con đường. Tuy nhiên nó có hai con đường chính, đó là cái con đường chúng ta trở thành một người làm công và con đường chúng ta trở thành một người làm chủ doanh nghiệp. Nó có hai con đường đó, và hiện tại trong xã hội là nhiều nhất. Thì bản thân mình thì mình muốn chia sẻ với các bạn cái con đường gì làm chủ doanh nghiệp, bởi vì mình có cái kinh nghiệm trong cái việc này nhiều. Mình đi vào Sài Gòn cho tới giờ này mình cũng là dân tỉnh giống các bạn, mình vào Sài Gòn cho tới giờ này và mình chọn cái con đường làm chủ doanh nghiệp. Mình có cái kinh nghiệm đó nên mình chia sẻ với bạn. Bây giờ mình có hơn 20 mấy năm làm chủ kinh nghiệm rồi nên mình chia sẻ với các bạn. Ok, mình ở quận 2. Còn bạn Nguyễn Lực gì, bạn ở quận 12, ok chưa, cũng xa nhà máy cây số. Và mình là tác giả của ba cái quyển sách này. Cái quyển thứ nhất là của quyển Bị Dân Đầu Quay, nó là tiếng Anh, hiện tại đang bán ở nước ngoài. Cái quyển thứ hai là quyển Vượt Biển Lớn, ok chưa, đang bán ở Việt Nam. Và quyển thứ ba là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Và hiện tại mà các bạn nào mà mua hai cái quyển của mình, quyển Vượt Biển Lớn và Mỗi Ngày Một Chút Thôi, trên khắp con đường, ok chưa, ở miền đất nước này, ok chưa, thì mình sẽ giao sách đến tận nhà các bạn. Hai cái quyển sách này là 210.000 đồng bao gồm cái phí ship luôn, đến tận nhà các bạn luôn. Ok, các bạn chỉ cần comment cho số điện thoại thì các bạn sẽ được vào một cái group, mình sẽ add các bạn vào một cái group riêng, cái group của toàn là những người đã mua hai quyển sách của mình, đọc sách và khát khao về kinh doanh, ok chưa, để chúng ta cùng nhau chia sẻ về những cái kiến thức kinh doanh
truyền đạt những kinh nghiệm kinh doanh cho các bạn. 20 mấy năm mình làm kinh doanh ở đất Sài Gòn này, mình là người dân tỉnh vào đất Sài Gòn này, và bây giờ mình có nhà cửa, tài sản, đất đai, và nhà mình thì hiện tại mình ở quận 2 rồi, ok, của thành phố Hồ Chí Minh. Mình uống nước chút xíu các bạn ha, nói nhiều khát nước, ok, rồi bây giờ tiếp tục. Vậy thì các bạn hãy comment xuống và những bài học mà các bạn học được từ cái những chia sẻ của mình, các bạn comment xuống. Và các bạn nào hỏi mình cái gì thì các bạn comment, các bạn hỏi đi, ok chưa, các bạn comment, các bạn hỏi. Vâng, và vừa rồi mình nói là cái điều đầu tiên, hồi nãy mình nói cái điều tiên thôi, là chúng ta chọn cho mình những người có kinh nghiệm và chúng ta học hỏi từ họ. Hồi kia mình cũng vậy thôi và bây giờ mình cũng vậy. Ai mà người có kinh nghiệm nhiều hơn thì mình sẽ học hỏi từ họ. Vâng, chào bạn Nguyễn Nguyệt. Ngày mai các em sẽ giao sách cho bạn, ok chưa? Và các bạn vô ra điều này chưa? Bản thân mình cũng vậy. Ví dụ mình đang chuẩn bị viết một cái phần mềm về quản lý đào tạo cho cái doanh nghiệp của mình, ok chưa? Nó tối ưu hơn thì mình cũng phải lăn ra mình đi hỏi người nào có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để viết cho mình một cái phần mềm về đào tạo cho cái lĩnh vực của quản lý. Thì phần mềm đào tạo nó đặc thù hơn những cái phần mềm khác, bởi vì cái lượng data và học viên nó cực đông, như bên mình thì nó cực đông, ok chưa? Thì hiện tại cũng thông qua cái live stream này nè, các bạn có ai thì các bạn hãy nhắn cho mình, ok chưa? Thì các bạn như thế nào thì mình cũng sẽ liên hệ với các bạn để làm gì để kết nối cái phần mềm đó. Đó, các bạn thấy là chúng ta xem và chúng ta học hỏi kinh nghiệm từ những người khác. Chào bạn Nguyễn Hạnh Nguyên, ok chưa? Chào bạn Bích Soàn, em chào thầy, ok. Rất là nhiều bạn, các bạn nào lần đầu tiên với mình, thì để mà chúng ta tăng cái khả năng kinh nghiệm của mình là chúng ta phải liên tục đi gặp những con người giỏi hơn mình và chúng ta học hỏi từ họ. Bản thân mình cũng vậy. Hiện tại mà mình thấy bạn nào giỏi hơn mình, ví dụ vừa rồi cái chatbot, các bạn thấy chưa? Cái chatbot thì ai không biết, là cái chatbot ở trong Facebook đó. Thằng nào kinh doanh Facebook thì các bạn biết, ok. Nhưng mà vừa rồi mình gặp một bạn và bạn setup được cái quy trình chatbot rất là hay, ok chưa? Và mình cũng như thế nào mình cũng tập trung, mình học hỏi từ bạn, ok chưa? Em đang háo hức cuốn 4 bán hàng online khi nào thật ra, ok. Cái quyển bán hàng online khoảng 2 tháng nữa mới ra bạn Hoàng ơi, ok chưa? Và các bạn thấy chưa, chúng ta phải liên tục học hỏi từ những người giỏi hơn mình. Bởi vì sao chúng ta tiết kiệm được thời gian. Thứ nhất, chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian. Cái thứ hai, chúng ta sẽ tiết kiệm được tiền bạc. Thứ ba, chúng ta sẽ tiết kiệm được cái sự va vấp, té lên té xuống. Ok, có một bạn hỏi mình cái gì đây? Có bạn hỏi mình cái gì đây? Em chào thầy, cho em hỏi. Có nên khởi nghiệp một mình hay hợp tác và ưu nhược điểm của em như thế nào? Ok, cái câu này nó đặc thù về kinh doanh. Ở những cái live stream này thì mình không có nói về kinh doanh nhiều. Mình chỉ nói về khởi nghiệp thôi. Mình chỉ nói về phát triển bản thân thôi. Tại vì nói về cái chủ đề kinh doanh thì chỉ có hợp một số bạn trên này thôi. Còn chủ đề về... Nó là bạn nào mà muốn chủ đề kinh doanh thì các bạn vào trong một cái group riêng của mình, thì mình mới nói về cái chủ đề chuyên về chủ đề kinh doanh, ok chưa? Em hiểu chưa? Hoặc là em đến lớp. Tại vì ở trong live stream này rất là nhiều người lớn người trẻ, nên mình chỉ nói về, có rất là nhiều người không kinh doanh, ok chưa? Nên là mình chỉ nói về cái chủ đề gì chủ đề phát triển bản thân thôi. Còn bạn nào mà muốn sâu về chủ đề kinh doanh thì các bạn phải tham gia vào cái group những người đọc sách của mình thì cái toàn bộ là những người đó là họ quan tâm tới kinh doanh, thì mình bắt đầu mình mới chia sẻ ở trong đó, ok chưa? Các bạn phải thống nhất nó như vậy, nên bạn quan tâm thì bạn phải làm cái việc này, ok không? Bạn Quốc Dũng gì đó, ok chưa? Và bạn gì đây? Bạn Cao Thọ Ri, em mua sách nơi khác có được tham gia vào group ông thầy, ok chưa? Cái điều kiện tham gia vào group là bạn có 2 quyển sách của mình và bạn trả lời được những cái câu hỏi của mình, ok chưa? Còn bạn mua sách nơi khác hay nơi mình, miễn là sách của mình, ok chưa? Còn bạn mua sách khác thì mình bó tay thôi. Bạn hình dung chưa? Bạn trả lời được những câu hỏi thì bạn đủ điều kiện thì bạn vào group thôi, ok chưa? Liên tục đi gặp và hỏi từ những người thành công, ok, rất là tuyệt vời. Vậy bây giờ vừa rồi là mình chia sẻ cái số 2, bây giờ là cái tiếp theo. Bạn Bình Trang, ok, bạn Bình Trang bạn muốn gì Ai học free web show, ok. Cái ông Long Nét này lên đây mà quảng cáo. Cái người mà họ quảng cáo học free các bạn phải không? Những cái người mà họ dạy cái gì cũng phí là những cái người đó là họ không tin rằng họ đang có giá trị. Các bạn hình dung ra điều này chưa?
Tức là cái người mà họ bán cái gì cũng miễn phí á, ok chưa, chia sẻ miễn phí cho người ta biết. Còn cái người á mà họ bán cái gì cũng miễn phí là chính họ, họ không tin rằng họ đang không có giá trị vì họ không có thể bán được, ok không ạ? À? Bởi vì họ chả bán được cái quái gì đó. Các bạn hình dung ra điều này chưa? À, nó là những cái người mà họ cứ lo họ bán phí á, các bạn hình dung ra điều này là họ không tin rằng họ đang có giá trị. Tức là họ không tin vào chính cái bản thân họ. Các bạn hiểu chưa? Và từ từ học phí thì người ta cũng không thích học nhiều đâu. Tại vì sao ạ? Tại vì cái người dạy phi là cái người mà nó họ như thế nào ạ? Họ chia sẻ để biết thêm được. Chứ mà dạy phi thì từ từ họ dạy không có cái trách nhiệm nhiều. À, các bạn hình dung ra điều này chưa? À, ok chưa các bạn ơi? À, bởi vì sao ạ? Khi mà chúng ta trả tiền cho ai đó, người ta nhận tiền của chúng ta thì họ mới có trách nhiệm, họ làm việc nghiêm túc. Các bạn hình dung không? Còn họ phi là để gì? Để biết nhau thôi. Ok chưa? À, cái ông Long Nét này, ok ông Long Nét rồi, hãy mở mang cái đầu ra. À, ok chưa? Bạn Long Nét, à, đúng rồi, cái ông Long Nét này ổng lòng vòng lắm các bạn ơi. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa các bạn ơi? À, tiếp tục. Cái thứ hai là liên tục mở rộng mối quan hệ. Các bạn hình dung chưa? À, chúng ta liên tục chúng ta mở rộng mối quan hệ, ok chưa? À, và mỗi ngày các bạn phải lên cái kế hoạch. À, bác rất giống cái YouTube động lực. À, nghĩ là sao không hiểu bạn Lê Dương ơi, ok chưa? Thầy nói hay quá, ok. À, ok chưa? Chúng ta sẵn sàng chưa các bạn? Tức là chúng ta phải tiếp tục gì à? Mở rộng mối quan hệ mỗi ngày. Các bạn phải nhớ nè, mỗi ngày, ok chưa? Mỗi ngày chúng ta cần gì ạ? Chúng ta cần phải ít nhất xây dựng với vài người mà chúng ta lần đầu tiên chúng ta biết trong cuộc đời này. Ok chưa? Lần đầu tiên chúng ta biết trong cái cuộc đời này. Mỗi ngày chúng ta cần cái đó. Các bạn hình dung chưa? À, nên là chúng ta phải liên tục. Ok chưa? Chúng ta phải liên tục xây dựng cái đó, mối quan hệ. Như bản thân mình. Mình à, ngày nào mình cũng tìm cách, ok chưa? Mình tương tác với những người bạn mới hết, kể cả livestream này nè các bạn thấy không? Mình cũng liên tục mình nói là bạn nào lần đầu tiên biết mình thì hãy comment xuống để làm quen, rồi là hôm sau mình rảnh mình sẽ tương tác lại với các bạn. Các bạn có nhận ra điều này không ạ? À? Nghĩa là chúng ta liên tục mở rộng mối quan hệ, cái đó là trên online. À, con, dạ ok thầy. À, bạn Quốc Dũng nói nè, MSMS gì đó, ok, để mình nói bạn Quốc Dũng, MSMS giỏi thầy, chưa rất nhiều, à, ok, đúng không? Em có hai quyển rồi, ok, bạn nào có rồi thì cứ tương tác lên ở trên này, ok, không có gì bạn Long Nét rồi, à, mình nói để cho bạn nhận thức ra rõ hơn thôi, ok chưa? Bạn làm được thì mình mừng lắm, nhưng mà có điều là mình nói với các bạn vậy á, không phải cái gì miễn phí là nó tốt đâu. Khi mà chúng ta bán một cái gì miễn phí, nghĩa là chúng ta không tin mình đang có giá trị nên chúng ta mới bán miễn phí. Người nào mà họ bán cái gì giá thấp á, là họ không tin họ đang có giá trị, và thường thường những người đó là người ta không có mua nhiều. À, các bạn hiểu chưa? À, tại sao Apple nó bán cái điện thoại rất là cao, cái điện thoại mà đang livestream là của Apple nè. À, tại sao các bạn thấy không, những cái điện thoại rẻ cũng đâu có nhiều người mua, mà rất là nhiều người có nhiều tiền họ mua cái điện thoại của Apple. Bởi vì Apple họ tin rằng họ làm ra sản phẩm có giá trị, và những người họ móc ra cái khoản tiền đó họ mua đó là họ tin rằng cái sản phẩm đó có giá trị. Các bạn hình dung chưa? Nếu sản phẩm Apple mà mình ví dụ với các bạn, như dụ mình có cái MacBook này, các bạn chưa? Để mà mình nói với các bạn biết, mình có cái MacBook này. Và tại sao phải chọn cái MacBook? À, các bạn mang cái MacBook này, các bạn thấy không ạ? À, tại sao mình chọn nó, mình mua nó 30 mấy triệu, các bạn như này chưa? Bởi vì mình tin Apple mang giá trị cho mình. Nếu Apple mà bán cái máy này rẻ, giống như cái máy giống như những cái máy mà máy mười mấy triệu kia thì mình không có mua đâu. Bởi vì mình mua cái giá trị tuyệt vời của nó kia nè. Các bạn có nhận ra điều này không ạ? Ok chưa? Nó là chúng ta cần hiểu cái điều đó. Ok chưa? Vâng. Tiếp tục nữa nha. Chúng ta liên tục mở rộng mối quan hệ. Ok chưa?
tiếp tục mở rộng mối quan hệ, và vừa online và vừa offline, ok không? À, vừa online và vừa offline liên tục, các bạn hình dung ra điều này chưa? Liên tục hàng ngày chúng ta mở rộng online và offline, à, nó là chúng ta như thế nào à? À, chúng ta dư offline á, là các bạn thấy lúc nào mình đi trong tập của mình á, mình cũng có một cái khoảng sách, mình cũng đựng một cái khoảng sách. Và các bạn nào mà đến cái lớp học làm chủ 3 tiếng đồng hồ của mình á, thì mình luôn luôn gì ạ, mình luôn luôn tặng cái gì ạ, tặng cho lớp nào mình cũng tặng khoảng 20 quyển sách, ít nhất là 20 quyển. Các bạn thấy một tháng thì chúng mình là có 4 lớp là ít nhất là khoảng 80 quyển. À, và một năm mà làm liên tục vậy á, à, các bạn như chưa, còn lúc nào trong cái cặp của mình đi ra ngoài mình cũng có vài quyển sách á, à, và mình đi gặp đâu mình cũng tặng. Ví dụ như là vừa rồi mình qua bên trường cao đẳng công nghệ có anh Huy hiệu trưởng bên trường cao đẳng công nghệ thông tin, và mình như thế nào à, mình cũng tặng sách vào cái thư viện đó, và cũng nhờ anh Huy bên trường đó sẽ tặng sách vào thư viện của Đại học Sài Gòn. Vừa rồi mình ra Quảng Bình và mình tới cái quán cà phê đó và mình cũng tặng sách để làm gì ạ? Thông qua những cái quyển sách này nè, các bạn nhận ra điều này chưa? Thì có rất là nhiều người họ kết nối với mình, à, nghĩa là chúng ta phải liên tục kết nối online và kết nối gì ạ? Kết nối offline, ok chưa? Nó là chính các bạn cũng vậy á, để chúng ta muốn mở rộng mối quan hệ với người khác thì chúng ta phải liên tục gì các bạn ơi? Liên tục mở rộng mối quan hệ và kết nối với những người chung quanh. Các bạn thử nghĩ đi, quanh năm suốt tháng bạn chỉ chơi những cái người bạn đó, à, từ nhỏ lớn lên chỉ có bấy nhiêu mấy bạn đó, chơi lòng vòng với mấy cái người đó thì làm sao mà chúng ta phát triển được? Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nên là đó là lý do mà chúng ta phải như thế nào, liên tục gì ạ? Liên tục mở rộng các mối quan hệ, ok không ạ? Ok không bạn Trầm Văn Lâm ơi? À, và hồi nãy giờ những cái chia sẻ của mình đã chia sẻ tới cái số mấy rồi, các bạn comment xuống, hồi nãy giờ mình đã chia sẻ tới số mấy rồi thì các bạn nói vào, mình đã chia sẻ tới cái số mấy rồi các bạn ơi, à, số mấy rồi, hồi nãy giờ mình chia sẻ tới một số mấy rồi, các bạn comment vào, ok chưa? À, để học hỏi kinh nghiệm từ người khác thì chúng ta cái mục số 2 của mình là liên tục mở rộng mối quan hệ, ok chưa? À, và các bạn comment xuống, mình không thấy các bạn comment xuống, ok chưa? Hồi nãy giờ các bạn có như thế nào à, có chia sẻ cái live stream của mình về chưa? Bạn nào chưa chia sẻ thì chúng ta tranh thủ chúng ta chia sẻ đi, ok chưa? Để gì, để chúng ta nhớ số 2 là gì bé Dung ơi, à, bạn Nhật Minh ơi, số 2 là gì? À, à, bạn Quốc Dũng muốn tham gia group thì rất là dễ, à, bạn mua 2 cái quyển sách của mình, ok chưa? Và trong 2 quyển sách đó thì sẽ được ép bạn vào group, ok không bạn Dũng ơi? Muốn mua sách thì bạn comment xuống cho số điện thoại thì bạn tham gia vào cái group đó, vào cái group đó thì các bạn sẽ hỏi về kinh doanh, à, ok chưa? Ở trên này thì mình chỉ ngoài live stream này mình chỉ chia sẻ phát triển bản thân thôi thì nó phải chuyên về cái chủ đề đó, ok chưa? Một là học hỏi từ người khác, đúng rồi. Hai là gì nè, hai là gì thì các bạn nói đi ạ. À, bạn nào chưa chia sẻ live stream thì tranh thủ chia sẻ live stream đi, đúng rồi, bạn Dung rất là giỏi, liên tục học hỏi kinh nghiệm, ok chưa? Liên tục mở rộng các mối quan hệ, liên tục hỏi nghiệm ra, vâng, rất là tuyệt vời. Bạn Quốc Dũng, ok chưa? Sao rồi bạn Dũng ơi? À, sao không nghe bạn nói gì? Ok chưa? Rồi, tiếp tục cái số 3, ok à? Số 3 là luôn biết khen ngợi người khác, hay là mình nói là luôn biết cách nói chuyện á. À, các bạn gặp những người giỏi hơn mình, thì các bạn phải biết cách gì? Phải biết cách gì? À, phải biết cách khen ngợi họ, nói chuyện theo một cách khen ngợi họ, ok chưa? Có nhiều người cái khả năng nói chuyện kém quá, ok chưa? Nói chuyện mà làm cho người khác bực mình thì làm sao mà chúng ta, nên là chúng ta phải biết khen ngợi. Gặp những người có nhiều kinh nghiệm là chúng ta phải biết gì, nói chuyện hài hòa với họ. À, ví dụ như là các bạn gặp một cái người nào mà có kinh nghiệm giỏi hơn mình thì ví dụ cái cách bạn nói, bạn lắng nghe họ nói nhiều, rồi xong các bạn gật gù, rồi các bạn nói những cái câu nó như vậy, à, hồi nãy giờ em nghe anh chia sẻ em học được rất nhiều kinh nghiệm từ anh, đặc biệt là cái
cái cách anh chỉ cho em làm việc A, anh chỉ cho em làm việc B, và em thấy cái này nó rất là hữu ích. À, và các bạn thấy không ạ, khi mà mình nói như vậy thì cái người chung quanh họ nghe bạn như thế nào, họ rất là thích. Ồ, họ thấy tuyệt vời. À, những cái điều mình chia sẻ có người này họ đón nhận, các bạn thấy chưa, cái điều tuyệt vời nhất là có người khác đón nhận là họ thích lắm, bắt đầu họ mới chia sẻ, ok chưa? Rồi, ai chia sẻ bạn cũng ngồi bạn gật gù, cảm ơn cũng không biết cảm ơn nữa. À, đừng có nói nữa lời khen ngợi thì ai mà dám chia sẻ nhiều, và họ cảm giác là họ nói chuyện với bạn họ mất hứng đi, và họ không có thèm nói chuyện với bạn nữa. Thế sao cứ like cho em là em thấy em không có nút xe, ok chưa? À, bạn quay ngang cái live stream của bạn lại thì bạn mới quay ngang cái điện thoại của bạn lại thì bạn mới thấy cái nút xe. Bạn đang đứng đúng không? Bạn đang để điện thoại đứng thì bạn không có thấy nút xe. Bạn quay ngang cái điện thoại bạn lại thì bạn mới thấy nút xe, ok chưa? À, bạn nghe chưa? Nó là chúng ta phải biết gì ạ? À, phải biết khen ngợi và nói những lời rất là khôn ngoan đối với những người khác. Đầy những bạn với bạn, đầy những bạn ấy hay inbox hỏi mình lắm. À, và mình chia sẻ xong là nhiều người cũng không cảm ơn đó, im luôn. À, và các bạn thấy mình cảm giác là, ví dụ vậy, mình cảm giác không biết là người này, mình dành thời gian ra mình gõ inbox, mình message cho họ mà họ có đón nhận hay không. Nhiều lúc mình cảm giác mình rất là hụt hẳn, và thế là sau đó mình có xu hướng là mình không muốn nói chuyện với những người đó nhiều, bởi vì sao? À, họ không biết đón nhận. À, khi mà các bạn không biết đón nhận thì bạn cũng sẽ rất là khó mà các bạn phát triển lắm. À, các bạn dùng ra điều này chưa? Nó là để một cách mà chúng ta học hỏi người khác là chúng ta phải liên tục gì? À, có cái tinh thần đón nhận. À, nghĩa là em cảm ơn anh, những điều anh chia sẻ là nó rất là hữu ích cho em. À, và thế là bạn cảm ơn xong bạn hỏi tiếp, thì người ta lại chia sẻ các bạn tiếp. Các bạn dùng ra điều này chưa? Chào bạn Hồ Thị Trang, tức là lần đầu tiên bạn biết mình, ok chưa? Chúng ta sẽ làm quen với nhau, ok chưa? Đó là cái cách mà nói như thế nào à? Cái cách mà người ta sẽ rất là vui vẻ, người ta chia sẻ cái kinh nghiệm của người ta cho mình và làm cho mình nó như thế nào à? Và họ còn giúp đỡ, họ còn cho các bạn nhiều thứ nữa nè, nếu mà bạn làm cho người ta thích, ok các bạn ơi. Đó là lý do mà chúng ta cần phải gì, liên tục gì à? liên tục à, kết nối với những người bên cạnh của mình và luôn biết đón nhận những cái lời chia sẻ từ những người khác một cách rất là chân tình, ok chưa? À, và bản thân mình cũng vậy à, mình mà thấy ai mà ok chưa? À, mình mà thấy ai chia sẻ mình cái gì đó thì mình cũng tìm cách mình cảm ơn họ, ok chưa? Mình cũng cảm ơn họ những cái rất là tuyệt vời, hiểu chưa? Hoặc là lâu lâu gửi cho họ một món quà đồ gì đó, ok không? Các bạn ơi, đó là cái cách mà chúng ta cần kết nối với những người xung quanh mình. Cảm ơn bạn rất là nhiều, đúng không ạ? À, và bản thân mình cũng vậy, các bạn thấy như hồi nãy các bạn online, các bạn live stream này, mình nói là ok, bạn rất là tuyệt vời. Các bạn đã lên được 100 người rồi. À, và các bạn đã chia sẻ rồi, các bạn thấy mình cũng luôn cảm ơn với các bạn, ok chưa? Chào bạn Quách Ngọc Trinh, ok chưa? Chào bạn Quách Ngọc Trinh. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, tiếp theo nữa nè là cái thứ tư, ok chưa? À, gọi là thúc gậy vào lưng, ok chưa? À, gọi là thúc gậy vào lưng. Bạn Long Nét, ok chưa? Bạn cần phải hiểu một cái, ok chưa? À, ông Vượng ổng trở thành tỷ phú kia nè mà ổng còn không cho kia nè, bạn Long Nét ơi. Nên là bạn đừng có suy nghĩ những cái chuyện mà nó rất là mắc cười, ok chưa? Bạn đi hỏi ông Vượng đi, bạn đi hỏi, bạn nghe tỷ phú, những cái tỷ phú Việt Nam đó, ok chưa? À, mình đã nói rồi, khi mà cái gì cũng cho miễn phí thì sao ạ? Nó không có ok. Rồi tiếp tục, chúng ta lại tiếp tục, các bạn biết không, lại tiếp tục chúng ta như thế nào ạ? Cái tiếp theo là chúng ta hãy thúc gậy vào lưng, ok chưa? Chúng ta hãy thúc gậy vào lưng đi. À,
hãy thúc gậy vào lưng. Tức là chúng ta phải căng ai đó, như dụ trong cái chương trình mình nói là căng phải ai đó nó như thế nào, phải đạp mình một cái. Các bạn hình dung chưa? Phải căng ai đó, nhiều lúc các bạn phải biết gì, phải nhờ ai đó đạp mình một cái. Còn nếu mà chúng ta không đạp mình, các bạn thấy chưa? Như dụ các bạn những năm tháng các bạn ra trường, các bạn đi làm cho công ty nào đó, và thế là các bạn cứ tèn tèn. Đặc biệt là những người mà lương gọi là lương mà khá một chút xíu, là các bạn cứ tèn tèn vậy hoài, bởi vì các bạn không có ai thúc vào lưng một cái. Nhưng mà các bạn biết chuyện gì xảy ra không? Nếu mà có ai mà thúc vào lưng các bạn một cái á, thì các bạn nói như thế nào à? Các bạn lập tức các bạn chạy liền. Nên là lâu lâu á, chúng ta cần phải cần ai đạp cho chúng ta một cái thì chúng ta mới chạy. Các bạn có nhớ ra điều này chưa? Thì chúng ta mới chạy. Các bạn hình dung chưa? Nên là đó là lý do mà chúng ta phải cần những người gì? Thúc gậy vào lưng mình một cái. Ok các bạn ơi, để gì à? Để chúng ta chạy về phía trước. Ví dụ đi, ngày mai bạn đang làm một con, ví dụ đi, các bạn đang làm một con vậy đó. Ngày mai lên cái ông chủ công ty bạn, ổng như thế nào à? Ổng lấy hồ sơ ra, ok chưa? Ổng đập xuống bàn, ổng là tôi không cho anh làm việc nữa. Ok chưa? Và nhìn nó như thế nào à? Và bạn như thế nào à? Bạn rất là sốc, và sau đó bạn vét hồ sơ đi xin việc, và xem như là không ai như thế nào à? Không ai nhận bạn luôn. Thì cái chuyện gì xảy ra trong cuộc đời này à? Các bạn biết không? Chuyện gì xảy ra trong cuộc đời à? Bạn phải như thế nào? Bạn lập tức gì à? Bạn lập tức là bạn phải đi ra làm kinh doanh liền. Các bạn vô ra. Và khi bạn làm kinh doanh nó như thế nào à? Bởi gì à? Bị thúc gậy vào lưng một cái thì các bạn thấy nó rất là tuyệt vời. Các bạn vô ra điều này chưa? Nó là đôi khi chúng ta bị đạp cho chúng ta một cái, đôi khi chúng ta bị thúc gậy vào lưng đó thì chúng ta lại lập tức chúng ta chạy. Và chúng ta chạy liền. Chúng ta không gì à? Chúng ta không còn lý do, chúng ta không còn lý giống đồ gì nữa đó. Và chúng ta chạy rất là ngon. Nên là đôi khi những cái cú đạp vậy đó, nó đòi hỏi chúng ta thoát ra được chính mình. Nên là đôi khi chúng ta hãy cảm ơn những người gì đã chửi cho chúng ta một trận. Các bạn thấy chưa? Đôi khi chúng ta cảm ơn những người mắng cho chúng ta một trận. Ok chưa? Đôi khi chúng ta cảm ơn những người gì họ làm cho chúng ta như thế nào, rất là bực tức. Họ làm cho chúng ta gì à? Họ chê bai chúng ta, họ thúc cho chúng ta một cái. Ok chưa? Là chúng ta như thế nào à? Chúng ta chạy về phía trước một cái. Các bạn như là cái điều này nó rất là tuyệt vời. Ok chưa? Nó là cái các bạn thấy rất là tuyệt vời. Nó là chúng ta cần phải gì à? Bị ai đó thúc cho chúng ta một cái thì các bạn thấy chúng ta là những người rất là khi đó chúng ta mới chạy đi. Và khi chúng ta chạy đi như vậy thì chúng ta phải cảm ơn gì? Cảm ơn những người gì đã biết thúc cho chúng ta một cái. Từ ngày biết thầy Duy em được học quá nhiều, cảm ơn thầy Duy. Ok, cảm ơn bạn nhiệt độ rất là nhiều. Bạn đã biết cách rồi này, rồi đó. Ok chưa? Các bạn thấy điều này tuyệt vời mà, rất là tuyệt vời. Các bạn comment xuống và các bạn thấy những cái điều này nó rất là tuyệt vời. Ok không ạ? Comment xuống đi, điều này rất là tuyệt vời. Vâng. Và cái tiếp theo là cái gì nè? Ok, hãy yêu quý những người thúc chúng ta một cái. Ok, bạn Lê Trần Văn Lâm, chính xác nó là như vậy đó. Ok chưa? Rồi, tiếp theo cái số máy rồi các bạn ơi. Hồi nãy giờ mình nói tới cái số máy rồi, các bạn comment xuống. Mình nói tới cái số máy rồi nói cái số máy rồi, các bạn comment xuống. Mình nói tới cái số máy đi đi các bạn ơi. Comment xuống các bạn ơi. Rất hay và tuyệt vời. Ok, cảm ơn bạn Dung rất là nhiều. Tức là chúng ta phải biết gì cái tiếp theo nữa là hồi nãy giờ mình nói tới số máy rồi, các bạn comment xuống. Bây giờ là cái số máy rồi, điều này rất là tuyệt vời. Ok, cảm ơn bạn Đặc Trần. Cái số 4 rồi, ok. Bạn Minh Dương là nói số 4 rồi, bạn Đặc Trần cái số 4 rồi. Bây giờ cái số 5. Cái số 5 là gì? Ok, bữa nay bạn Julie Food em cũng tham gia. Bạn Julie Food em rất là tuyệt vời. Bạn Đăng Phúc, ok, thúc đẩy vào lần vâng. Cái số 5 là luôn cài đặt tư duy là chúng ta phải tìm cách bắt gặp người giỏi. Học được 20 điều hay, bill ngày. Ok, bạn gì đó, comment gì mình không nghe rõ.
thầy 2 ngày mà em học được 20 đại. Ok. Ký 20. Ký tiếp tục đi các bạn ơi. Các bạn comment vào và các bạn nói nè. Bắt kịp người giỏi, ok chưa? Trong cộng đồng, trong đội nhóm, trong gì thì chúng ta sẽ có những người gì à? Họ rất là giỏi giang, họ rất là thông minh, trong đội nhóm gì cộn cũng vậy. Thay vì chúng ta như thế nào à? Chúng ta có cái tâm lý ganh tị với họ, chúng ta có tâm lý hơn thua với họ, chúng ta có tâm lý gì à? Ganh tị với họ, ok chưa? Thì chúng ta phải có tâm lý gì à? Học hỏi họ và có tâm lý gì à? Khao khát mong muốn đeo đuổi kịp họ. Các bạn hình dung ra điều này, đó là cái điều nó rất là tuyệt vời, đó là để giúp cho chúng ta kịp chạy đi theo người khác, ok chưa? Em cần thay đổi bản thân, em đang bị vướng thầy ơi. Ok, chính xác bạn Phước ạ. Con người của chúng ta là như thế nào ạ? Chúng ta phải liên tục đào tạo và tái đào tạo bạn Phúc ơi. Không phải đừng bao giờ nói là chúng ta học một lần nó đủ đó, mà chúng ta đào tạo và tái đào tạo. Cái sự tái đào tạo là nó mới tuyệt vời, bởi vì tái đào tạo là cái cơ hội để chúng ta đánh giá lại mình, chúng ta nhìn nhận lại mình, chúng ta còn thiếu sót ở chỗ nào, ok chưa? Để chúng ta phát triển hơn. Những người thành công là những người họ luôn học hỏi cả đời, họ bắt kịp đi lên phía trước để đeo đuổi kịp những người mới, ok chưa? Các bạn thấy xã hội nó thay đổi nhanh chóng à. Hồi kia cách đây 20 năm thì làm gì có internet, hồi đó ít lắm. Rồi các bạn thấy cái internet ra đời, và đặc biệt hồi đó phổ biến nhất là cái gì? Cái computer, các bạn thấy không? Cái computer nhà ai cũng có, mỗi người có một cái computer hết. Ok chưa? Và nó như thế nào và sau đó gì? Tới cái laptop. Và các bạn thấy thoảng ra đó mấy năm cái laptop nó đi qua, rồi tới cái gì các bạn ơi? Rồi bây giờ là cái smartphone, ok chưa? Công nghệ càng ngày nó càng thay đổi rất là nhanh, và thế là con người của chúng ta cũng càng phải thay đổi rất là nhanh, nên là chúng ta càng gì? Càng phải theo kịp lên trước. Các bạn thấy chúng ta càng phải bắt kịp với những người giỏi, bởi vì khi họ làm được là họ đang bắt kịp được với thời đại. Các bạn ơi, họ đang biết cách, họ đang có những kinh nghiệm rất là tuyệt vời. Xin lỗi thầy Di, xin lỗi mọi người, anh Long Nét ơi, không học để mọi người học, ok. Không sao bạn anh ơi, chúng ta cứ liên tục học hỏi đi, ok, không có gì đâu. Em đi học lại hôm trước em thấy cùng một bài giảng nhưng có nhiều cập nhật mới làm em khớp, ok. Dĩ nhiên rồi, mỗi ngày luôn phát triển về phía trước bạn Như Phúc rồi. Thật sự là vừa rồi mà thấy em đi học lại mình rất là vui, bởi vì sao ạ? Bởi vì rõ ràng là em vẫn còn quan tâm tới học tập, em vẫn còn quan tâm tới đào tạo chính mình, và cái điều đó là một cái tín hiệu nó tốt cho em hình dung chưa? Cái sợ nhất ở đời á là khi chúng ta tụt hậu rồi á thì chúng ta lại không chịu đào tạo, chúng ta lại không chịu học nữa. Bạn Như Phước Hoàng, cái đó là cái điểm tuyệt vời của em đó. Nên em cần phát huy cái tính cách này, bạn Như Phúc ơi. Nên là cứ từ từng bước, không có gì hết, ok chưa? Nên là các bạn rất là tuyệt vời, ok, em rất là tuyệt vời. Vậy thì hồi nãy giờ các bạn nào chưa chia sẻ cái live stream của mình thì các bạn chia sẻ đi nha. Các bạn chưa chia sẻ thì các bạn hãy tranh thủ các bạn chia sẻ đi. Và bây giờ mình dành một phút để mình quảng cáo về mình. Có những bạn mới vào sau chưa biết mình ha. Mình tên là Nguyễn Thái Duy, và hiện tại mình 42 tuổi. Hiện tại là mình sở hữu vườn ươm doanh nhân ở tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi mình thì chuyên đào tạo về về khởi nghiệp, ok chưa? Giúp cho các bạn làm chủ doanh nghiệp. Ở cuộc đời thì chúng ta có những cái con đường để chúng ta đi. Con đường làm công, con đường làm kinh doanh. Bạn nào thích làm công thì các bạn cứ làm công, không nói gì hết. Nhưng mà có những bạn thích làm kinh doanh, ok chưa? Những bạn thích làm kinh doanh thì chúng ta cứ làm kinh doanh. Và một cái là những người ra làm kinh doanh thì như thế nào phần lớn là chúng ta không thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng, thiếu kinh nghiệm, thiếu quy trình, thiếu những cái va vấp. Và thế là mình mở cái trung tâm đào tạo đó ra để mình chia sẻ bạn về cái cách làm kinh doanh. Và hiện tại mình là tác giả của 3 cái quyển sách sau. Ok chưa? Tác giả của 3 quyển sách sau. Quyển thứ nhất là quyển Bì Dân Đầu Quay, quyển thứ hai là quyển Vượt Biển Lớn, và quyển thứ ba là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi.
và mình cũng sắp ra cái quyển thứ tư rồi, là quyển bán hàng online. Ok chưa? Thì cái quyển tiếng Anh thì đang bán ở nước ngoài thì mình nói, còn cái quyển tiếng Việt, hai quyển tiếng Việt này thì hiện tại các bạn ở trên khắp mọi miền đất nước, bạn nào mà như thế nào bạn nào mà có nhu cầu gì có nhu cầu kinh doanh, có nhu cầu tìm hiểu về kinh doanh thì các bạn mua hai quyển sách của mình 210.000 và sẽ được giao với nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước luôn. Ok chưa? Trên khắp mọi miền đất nước luôn. Và các bạn sẽ được join vào một cái group, và trong cái group đó mình chia sẻ sâu hơn về kinh doanh. Ok các bạn ơi. Còn ở ngoài này thì mình livestream này thì mình chia sẻ về phát triển bản thân là chủ yếu. Ok chưa? Bởi vì nó đáp ứng được người lớn, người nhỏ tuổi, người trẻ đồ hết. Còn mình chia sẻ sâu hơn về kinh doanh ở trong cái group riêng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mình lại nói tiếp. Ok chưa? Bây giờ mình lại nói tiếp. Lúc trước em hỏi mua hai quyển sách mà không thấy bán. Ok chưa? Có em cứ comment xuống, em comment số điện thoại thì các bạn sẽ như thế nào à? Sẽ gửi đến nhà em thôi. 210k, đúng rồi, 210.000 là bao gồm luôn cả cái phí ship về tới nhà em luôn rồi á, bạn Văn Hương ơi, bạn Tuấn ơi. Em cứ inbox cái số điện thoại em là có người gửi đến nhà em à. Ok chưa? Hay quá thầy. Em chuẩn bị đi ngủ nhưng mà nghe thầy nói hết buồn ngủ. Bạn Thanh Tâm, bạn nói chuyện rất rất là tuyệt vời. Mà mình nghe bạn nói chuyện xong cái mình cũng vui luôn. Ok, chắc là mình chia sẻ máu lửa hơn á bạn Thanh Tâm ơi. Không biết là bạn Thanh Tâm bạn đang ở đâu và bạn có những câu nói rất rất là tuyệt vời. Đây là những câu nói mà nó giúp cho người khác gì ạ? Làm cho người khác thích thú không? Vậy thì hồi nãy mình đang chia sẻ tới cái mục số 5 đúng không các bạn? Mình chia sẻ mục số 5 là hãy đặt cho chúng ta cái tư duy gì? Luôn đi gì ạ? Luôn đi về phía trước. Ok chưa? Luôn đi về phía trước. Ok bạn anh Tuấn ơi, bạn Đoàn anh Tuấn ơi. Ngày mai sẽ có một bạn sẽ liên hệ với em nha bạn Đoàn anh Tuấn ơi, và giao sách cho em. Ok, mà chắc là vừa rồi đông bạn quá nên bị sai sót cái gì đó anh Tuấn ơi. Ok không ạ? Rồi, sorry em, ngày mai các em nó sẽ giao cho em. Ok. Rồi. Chúng ta lại tiếp tục bước số 6. Ok chưa? Bước số 6. Bước số 6 là chúng ta hãy biết xin thời gian của người giỏi hơn mình. Chúng ta phải biết xin thời gian của người giỏi hơn mình. Ok chưa? Bước số 6 là chúng ta phải biết xin thời gian. Các bạn ghi vô số 6 đi. Xin thời gian của những người giỏi hơn mình. Ghi vào bước số 6. Thường thường những người mà họ giỏi hơn mình á, thì họ có một cái trạng thái gì? Họ rất là bận rộn. Họ rất là quý thời gian của họ. Bởi vì cái công việc của họ, ok chưa? Cái công việc của họ nó cần nhiều lắm. Cái công việc của họ bận rộn nhiều, nên là phần lớn họ không có nhiều thời gian để họ dành cho bạn. Các bạn hình dung chưa? Nó là chúng ta cần phải gì? Xin thời gian của người giỏi hơn mình là bằng cách nói như thế nào? Các bạn cần phải nói những cái câu mà nó hay hơn. Ví dụ như là em biết là anh rất là quý thời gian, nhưng mà em có một việc rất là cần anh chia sẻ. Anh có thể là dành cho em 5 phút thôi. Em chỉ 5 phút thôi. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Và khi các bạn nói là chỉ cần 5 phút thôi và họ thấy được thì họ sẽ dành cho bạn. Nhưng mà khi mà họ chia sẻ cho bạn và bạn biết cầu thị, bạn lắng nghe, thì không những họ dành cho bạn 5 phút mà họ dành cho bạn 30 phút là chuyện bình thường. Các bạn nhận ra điều này nghĩa là chúng ta phải biết cách xin thời gian của những người thành công, và phải biết cách nói chuyện để xin cái thời gian đó. Chứ còn không, còn không là gì? Họ thấy bạn lãng phí thời gian của họ thì họ không có chấp nhận đâu. Nên là cái đây là cái nghệ thuật, một trong những cái nghệ thuật mà chúng ta nói chuyện là hãy biết xin thời gian của những người giỏi giang, những người có nhiều kinh nghiệm hơn mình, thì mình phải có cái cách mình nói chuyện cho nó phù hợp hơn. Các bạn nhìn trên, tức là cái cách chúng ta nói chuyện là chúng ta anh ơi, em có cái việc này nó rất là quan trọng, và em biết anh là người có kinh nghiệm làm cái việc này, em chỉ xin anh gì 5 phút thôi. Và thế là cái người thành công đó, họ cái người có kinh nghiệm đó, họ sẽ nói vậy thì em hỏi đi, hoặc là em nói đi, và chúng ta như thế nào chúng, và khi các bạn nói thì họ chia sẻ, và thế là chúng ta sẽ có được cái kinh nghiệm, họ sẽ dành cho chúng ta nhiều hơn nữa. Ok chưa? Vậy thì các bạn vừa rồi các bạn thấy là những gì mình chia sẻ mà nó có hữu ích đúng không ạ? Hữu ích thì các bạn comment xuống,
các bạn comment xuống, các bạn nói hữu ích, nhiều bạn cùng comment xuống thì mình thấy mình vui. Ok chưa? Nói tào lao. Ok, bạn Lê Văn Sơn, cảm ơn bạn rất là nhiều. Mình nói tào lao kinh khủng luôn mà bạn cũng nghe thì rất là tuyệt vời. Mình vui nhất là bạn comment cái câu đó, bạn kêu mình nói tào lao. Ok chưa? Thì đúng là mình cũng nói tào lao mà, nhưng mà bạn vẫn nghe và bạn comment thì bạn rất là tuyệt vời. Mình rất là thích cái câu của bạn nha bạn Sơn ơi. Bạn rất là tuyệt vời. Ok, rồi tiếp tục. Chúng ta tiếp tục mình sẽ làm quen với bạn Sơn ơi. Ok. Rồi, tiếp tục hữu ích rất hay, cảm ơn thầy. Ok, cảm ơn bạn Hoài Thanh rất là nhiều. Vậy thì hãy biết, vậy là vừa rồi chúng ta đã tới cái bước số mấy rồi các bạn ơi? Tới bước số mấy rồi? Chúng ta đã tới cái bước số 6 rồi đúng không ạ? Bước số 7. Bây giờ bước số 7. Bước số 7 thì chúng ta ngày hôm nay nói chung là cảm ơn. Trước tiên là nói tới cái này thì mình nói là cảm ơn ông trời. Cảm ơn thế giới ngày hôm nay đã cho chúng ta có internet. Nên là bước số 7 hãy dùng internet để gì ạ? Hãy dùng internet để gì ạ? Để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm của mình. Ok chưa? Hãy dùng internet. Ngày nay chúng ta có một cái kho tàng trên internet rất là khổng lồ. Và đặc biệt là mà các bạn nào mà biết tiếng Anh nữa thì các bạn lại càng tuyệt vời nữa. Ok chưa? Bởi vì các bạn sẽ có được gì ạ? Có được cái kiến thức tuyệt vời từ tiếng Anh đó nữa. Tuy nhiên tiếng Việt là chúng ta cũng đã là một cái kho tàng khổng lồ rồi. Nên là bước số 7 ở đây của mình nói là hãy học hỏi kinh nghiệm trên internet. Ghi vô bước số 7, hãy học hỏi kinh nghiệm. Hàng ngày trên internet nó có quá nhiều kiến thức hay. Nó là bước số 7. Hãy học hỏi kinh nghiệm trên internet. Bản thân mình đôi khi có những cái gì mình không biết thì mình cũng phải internet. Ví dụ như vừa rồi gia đình mình đến London và mình là lần đầu tiên đến London, mình đâu có biết gì về London đâu, nên mình cũng dùng internet để mình nghiên cứu London có cái gì hay, London có những cái món ăn gì ngon, đến London chúng ta cần đi khám phá ở đâu. Và rất là tuyệt vời, cũng chính vì nhờ internet mà mình mới biết được những cái điểm đến để chúng ta đi từ London bên nước Đức Anh á, những cái gì nó hay hơn, nó tuyệt vời hơn. Để cái sự đó là nhờ kinh nghiệm của những người đời trước, họ viết, họ chia sẻ trên internet. Hoặc là năm 2015 mình dẫn nguyên đoàn đi Singapore, và trong đoàn của mình có một bạn mắc bắt bò, bạn hình dung chưa, có một bạn mắc bắt bò đó. Và mình là người trưởng đoàn mà thực sự nói với các bạn nói á, Facebook, ok bạn gì comment này, Facebook tích cực hơn, Facebook tích cực gì hơn gì đó, kiến thức gì, ok chưa? Đó. Google là ông thầy của những ông thầy vĩ đại, đúng rồi, ok chưa? Và các bạn biết không, khi mình đến Singapore và trong đoàn mình bị mất bắt bom, mình là người trưởng đoàn mà. Và thực sự là hồi giờ mình chưa bao giờ xử lý cái trường hợp đó hết á. Mình chưa bao giờ mình xử lý cái trường hợp đó. Tự nhiên bạn mắc bo, mà các bạn biết đi ra nước ngoài mắc bo quan trọng lắm. Đi ra ngoài mình mắc bo thì làm sao giờ? Làm sao mình về, làm sao mình chứng minh được mình? Thì cái buổi tối đó lúc 9 giờ tối mới phát hiện mắc bo đang ngồi trong một cái quán ăn. Và tình cờ là bạn đó phát hiện là bạn nói ồ cái bo bị rớt mất tiêu rồi, và lục hết thì rõ ràng là đúng là mắc rồi. Vậy thì mình mới suy nghĩ. Mình kêu là có lẽ là cái chỗ mình ở, cái chỗ mà mình mướn khách sạn ở, tại vì những năm khác từ năm 2010 tới giờ mình ở bên Singapore thì mình dẫn đoàn là toàn là ở đó, nên là cái người mà chỗ mà mướn khách sạn á, họ mình quen với họ rất là thân. Lần nào mình dẫn đoàn cũng qua ở đó hết. Mình nghĩ trong đầu chắc chắn là cái người á mà chủ khách sạn này á, họ sẽ biết cách. Bởi vì sao ? Bởi vì hồi giờ có rất là nhiều người ở nơi đây, và chắc chắn là sẽ có những người đã mắc bắt bo rồi, nhiều quốc tịch trên thế giới luôn. Nên mình nói là ok, cái bạn này an tâm đi, để mình về mình hỏi. Và khi mà mình về mình hỏi á, các bạn không, mình về mình hỏi với cái người chủ khách sạn á, ok chưa, thì họ nói đó, ok, họ nói đơn giản mà, đâu có gì đâu. Họ nói mình là
ngày mai bạn hãy đi qua ra qua bên cái chỗ Bolic của Gai Lăng, tại cái khu mình ở là cái khu Gai Lăng. Bạn hãy qua Bolic chỗ công an á, công an chỗ Gai Lăng, Bolic của Gai Lăng, và bạn khai với họ là báo mất, ok chưa? Rồi xong á họ sẽ hướng dẫn cho bạn những cái bước tiếp theo. Ok, tiếp mình thôi. Chào bạn Nguyễn Đình Cường. Ok, thì livestream cho vui mà bạn Cường ơi. Ok chưa? Và thế là nó như thế nào ạ? Và thế là mình sáng hôm sau là ngày thứ bảy mà mình phải tạm thời giao đòn cho các bạn khác, và mình cùng các bạn mắc lo đó thì đi qua chỗ Bolic của Gai Lăng. Và khi mình đi qua Bolic của Gai Lăng đó, ok chưa? Mình hỏi họ tiếp xong thì họ mới hỏi mình lý do sao mắc ở đâu. Ok, họ hỏi mình quốc tịch ở đâu, mọi thứ ok. Mà lúc đó rất may các bạn chụp, nên các bạn nên nhớ khi mà các bạn đi nước ngoài các bạn nên chụp hình passport này, chụp hình chứng minh nhân dân này, chụp hình tất cả mọi thứ các bạn đưa lên trong email, lưu trong điện thoại, đưa lên trên Facebook rồi các bạn, để lúc đó chúng ta chứng minh được. Và khi chứng minh được xong hết đó các bạn không, và họ hướng dẫn cho chúng ta là đến đại sứ quán của Việt Nam để xin cái giấy thông hành. Mà hôm đó các bạn biết là ngày thứ bảy, nên là gọi qua, họ cho số điện thoại luôn cả bên đại sứ quán các bạn. Và gọi qua bên đại sứ quán thì đại sứ quán nó như thế nào, bên đại sứ quán như thế nào, bên đại sứ quán bị trễ giờ rồi, và lúc đó là mọi người không có làm. Ok chưa, thầy like nhiều để tẩy não cho mấy người. Ok, cảm ơn bạn Nguyễn Chí Công nhiều. Và thế là như thế nào và thế là mình mới liên hệ qua bên đại sứ quán luôn. Và trên đường mà dẫn cái bạn đó, tại bên đại sứ quán ngày cuối tuần họ cũng không có làm, tuy nhiên là dẫn bạn qua bên đại sứ quán để cho biết trên đường chạy qua đi tìm cái đó thì nó như thế nào ok chưa, thì nó như thế nào thì mình mới đang đi nửa đường thì tự nhiên có nhận được một cái cuộc gọi. Tại vì lúc mà làm với công an thì họ đã xin số điện thoại của chúng ta rồi, nhận một cái cuộc gọi thì họ nói là họ gọi từ Police Center tới, và họ nói là họ đã có được cái bát bo rồi, họ đã có người lượm được cái bo và giao cho họ rồi. Và thế là đi thẳng tới chỗ Police Center và nhận lại được cái bát bo ở bên Singapore. Họ hay cái chỗ đó các bạn ơi, bên chỗ Singapore nó hay kinh khủng luôn. Nó là như thế nào bắt đầu từ đó về cái bắt đầu mình viết một cái bài ở trên cái trang web của mình cái trang nguyenthaiduy.com ok chưa, mình viết một cái bài là cái cách đi xin bát bo thì thủ tục từng bước chúng ta làm nó như thế nào. Và rất là vui các bạn, cứ lâu lâu có những bạn họ ở bên xin luôn, họ comment với mình, họ nói rằng là cái cách là làm sao, anh có còn lại cái số điện thoại của đại sứ quán không, tại trên đó mình coi cho số điện thoại của đại sứ quán đâu, bây giờ cái số đó thì em gọi không có được. Các bạn hôm nhung ra điều này chưa, đó là cái cách gì ý của mình nói là cái cách là chúng ta dùng internet để chúng ta gì học hỏi kinh nghiệm từ những người khác, các bạn hồn hiểu chưa. Nên là internet nó là một gì một cái kho tàng rất là khổng lồ để chúng ta học hỏi kinh nghiệm từ những người khác trên internet. Rồi vậy là vừa rồi mình chia sẻ tới cái thứ mấy rồi các bạn ơi, các bạn comment xuống. Mình chia sẻ tới cái số mấy rồi, bây giờ tới số mấy rồi, ok chưa, xem nhiều thấm lâu, thích nhất là những chia sẻ của thầy. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Cái số mấy rồi rất là tuyệt vời. Chào, cảm ơn bạn Nguyễn Văn Tiên. Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Tiên. Rồi cái bây giờ cái số 8 nè, các bạn comment cái số 8 nè. Ok, bạn Hoài Thanh nhớ cái số 7 tuyệt vời. Vậy thì cái số 8 các bạn ơi, bây giờ cái số 8 là chúng ta học hỏi từ sách. Sách các bạn thấy không vừa rồi thì mình có chia sẻ bạn là nhà mình là có rất là nhiều quyển sách. Thật sự thì mình rất là thích sách, đặc biệt thực sự là mình thích sách từ nhỏ. Ở ngoài quê các bạn hồi xưa đọc sách á, thì thực sự là hồi xưa không có những ít quyển sách hay như bây giờ. Hồi xưa là cái cách mà gọi là ở quê hơn 30 năm về trước thì không có sách hay như bây giờ. Hồi đó mình có đọc như sách Nhạc Phi Diễn Nghĩa, Thủy Hữu, hay là những quyển truyện Kim Hiệp của Kim Dung. Những câu mình hay nhớ thời đó là cái gì? Nam vô tử như kỳ vô phong, nghĩa là lăn ra uống rượu đúng không? Và những câu mình nhớ là nợ máu phải trả bằng máu trong những cái truyện kiếm hiệp đó các bạn nó trả thù này, nó trả thù kia, những cái điều đó các bạn thấy nếu mà chúng ta tiếp thu vào thì có gì đó nó không có ổn. Tuy nhiên
đặc biệt là từ lúc vào Sài Gòn và những năm tháng mình sống ở Sài Gòn này thì trời quá nhiều quyển sách hay. Và các bạn thấy vừa rồi các bạn thấy cái mình quay cái nhà mình đúng không ạ? Mình quay trong cái phòng đọc sách của mình ở trong đó các bạn thấy không ạ? Bữa mình quay cho các bạn thấy á, thì nhà mình thì hiện tại là có khoảng 500 quyển sách. Ok, hiện tại mình có 500 quyển sách. Và cái cách mình mua thì mình mua quyển sách của những người giỏi thôi. Ví dụ mình mua sách của Lý Quang Diệu. Sách của Lý Quang Diệu là mình có 3 cuốn. Những quyển sách nói về Lý Quang Diệu mình có 3 cuốn. Ok chưa? Và mình có những quyển sách về, có sách về Bill Gates nè, có sách về Steven Jobs nè, có sách về ông chủ của tập đoàn Hyundai nè, có sách về ông tỷ phú Runcovic của tập đoàn Amata Thái Lan nè, có sách về Warren Buffett nè, có sách về huấn luyện viên Ferguson á, các bạn bạn nào xem bóng đá thì bạn biết huấn luyện viên Ferguson. Và mình rất là thích quyển sách của những người thành công, bởi sao ạ? Bởi vì mình học hỏi được, bởi vì mỗi lần mà chúng ta đọc sách á, các bạn nhận ra điều này, chúng ta đọc sách của những cái con người đó viết á, là chúng ta gì ạ? Chúng ta cho phép chúng ta gì ạ? Được gì ạ? Được chìm đắm trong cái tư duy của họ, được chìm đắm trong trí tuệ của họ, chúng ta cho phép gì ạ? Cho phép cái trí tuệ của chúng ta mài dũa đến cái trí được trí tuệ của những người thành công này, nó mài dũa bởi vì chúng ta đọc sách của họ, chúng ta đọc những cái lời văn của họ. Ok chưa? Và cái điều đó là những cái điều nó rất là tuyệt vời. Nên chúng ta phải học hỏi kinh nghiệm từ sách. Hoặc là các bạn nào mà mua quyển sách của mình, các bạn nhận ra điều này chưa? Các bạn nào mua hai cái quyển sách của mình, quyển sách Vượt Biển Lớn và quyển sách Mỗi Ngày Một Chút Thôi, thì các bạn gì cũng học hỏi được cái kinh nghiệm của mình. Các bạn cũng học hỏi được cái năng lượng của mình. Ok, các bạn thấy điều này tuyệt vời mà, rất là tuyệt vời. Vậy thì các bạn comment xuống, các bạn nói là điều này rất là tuyệt vời, để chúng ta càng ngày chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn, để chúng ta đi nhanh hơn, để chúng ta đỡ va vấp hơn. Đôi khi cái vấn đề đó nó lớn đối với bạn, nhưng mà đối với những người họ có kinh nghiệm thì vấn đề đó nó nhỏ xíu à. Ok chưa? Họ giải quyết nó nhanh lắm. Các bạn chưa? Cái vấn đề đó thì với mình thì lớn, nhưng mà với người khác thì nó đơn giản, bởi vì họ có những cái kinh nghiệm đó rồi. Bạn có nhận ra điều này chưa? Vậy thì cái số 9. Ok chưa? Trước khi cái số 9 thì mình nói với các bạn buổi số 6 nè. Buổi số 6. Ok chưa? Buổi thứ 6 mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái chủ đề mới. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ với bạn cái chủ đề của buổi thứ 6 mà. Buổi thứ 6 tới chúng ta sẽ có tiếp cái chủ đề. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ mà. Rồi, sẵn sàng rồi thì mình sẽ ghi xuống, các bạn ghi xuống nè. 10 lý do tại sao chúng ta cần phải giữ gìn sức khỏe, ghi vô. Buổi thứ 6 mình sẽ chia sẻ bạn 10 lý do tại sao chúng ta cần phải giữ gìn sức khỏe tốt. Ok chưa? 10 lý do, ghi vô để các bạn nhớ. Tối thứ 6 lúc 21:30 ghi vào, mình sẽ chia sẻ bạn chủ đề 10 lý do vì sao chúng ta cần phải bảo vệ sức khỏe của mình tốt. Ok chưa? Giữ gìn sức khỏe của mình tốt. Đó là 10 lý do. Ok, cảm ơn bạn Thành Vũ. Ok chưa? Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy comment xuống, các bạn làm quen với mình. Và sau khi cái chương trình này, chương trình livestream này thì mình sẽ làm quen với các bạn. Ok chưa? 10 lý do ghi vô. 10 lý do. Và bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn thì các bạn tranh thủ các bạn chia sẻ. Bởi vì sao? Bạn chia sẻ về nhà để các bạn nhớ. Các bạn đọc, các bạn xem lại. Ok chưa? Và những người thân của bạn xem nữa. Ok chưa? Vâng. Chào bạn xíu vậy, chào bạn xíu. Ok, chào bạn xíu, cái nick đẹp của bạn khó gọi quá. Ok rồi, 10 lý do để chúng ta phải dùng phải làm sao để có sức khỏe tốt, đúng không? 10 lý do tại sao chúng ta cần phải có sức khỏe. Ok giờ rồi, bây giờ tới số 9. Ok, số 9 là cái gì ạ? Số 9 là chúng ta cần phải có một cái lý do chính đáng khi chúng ta muốn học hỏi kinh nghiệm từ người thành công. Ok chưa? Cần phải có một lý do chính đáng. Chúng ta cần phải có cho mình một lý do chính đáng. Khi chúng ta có một cái lý do chính đáng đủ mạnh, ok chưa, thì chúng ta sẽ như thế nào ạ? Chúng ta sẽ rất là dễ dàng để người thành công họ dành cái thời gian và cái kinh nghiệm của họ chia sẻ cho bạn. Nên là chúng ta cần phải có lý do chính đáng.
À, lý do nó đủ mạnh. Ok chưa? Ví dụ như các bạn thấy là mình đang mặc cái áo này, các bạn thấy cái chữ Rich Dad không ạ? Rich Dad, Rich Dad là cái chữ của người bố giàu. Và mình rất là vui cái áo này là hình như cho tới giờ là năm 2014. Cái áo này là từ năm 2014 tới giờ này. Cái đợt đó mình đi qua bên Singapore. Và chính cái người cái ông tác giả Robert Yosaki á, ổng tặng cho mình. Cái áo này, cái áo đây là chính cái áo của ổng. Các bạn hiểu chưa? Và có những lý do chính đáng và ông mới tặng, ok chưa? Nó là chúng ta cần phải có những lý do chính đáng. Không, người cha giàu là khác, ổng là tác giả, bạn Ken Phúc. Ổng là tác giả của quyển sách Rich Dad and Poor Dad. Còn người cha giàu là người khác nữa. Ok, cảm ơn bạn Vũ Đức Trinh. Bộ cạp tím, ok, áo đẹp, thầy áo, ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Cái áo đây từ năm 2014 tới giờ và đây là một cái kỷ niệm nó rất là tuyệt vời. Và ổng mình nhận được một cái đồng bạc của ổng nữa, ổng tặng cái huy chương ổng, mình để trong cái phòng đọc sách của mình đó. Vậy thì nó như thế nào? Chúng ta cần phải có một cái lý do rất là chính đáng. Và cái lý do đó, ví dụ như là các bạn nói rằng anh ơi, em muốn ra khởi nghiệp, tuy nhiên con không biết cách mở, đưa ba mở chứ. Con mở rồi hả? Ok. Ví dụ như là anh ơi, em muốn đặt khởi nghiệp nhưng mà em còn vướng mắc cái chỗ này và em chưa có biết cách, thì anh có cái cách nào để chia sẻ, tức là một cái lý do chính đáng. Hoặc là em ra em thất nghiệp mà em thất bại rất là nhiều lần rồi, ok chưa, được biết anh. Tức là mình càng nói lên một cái lý do chính đáng, hoặc là các bạn và một cái lý do chính đáng thì người ta sẽ sẵn sàng chia sẻ cho bạn, bởi vì các bạn không có lý do chính đáng, các bạn vào các bạn cứ hỏi không à, nên là người ta không biết là sẽ giúp đỡ được cái gì cho bạn. Còn khi mà chúng ta có lý do chính đáng đủ mạnh á, thì chúng ta như thế nào chúng ta sẽ được rất là nhiều người thành công, họ chia sẻ và họ giúp cho chúng ta thôi. Các bạn như cho nó là muốn học hỏi kinh nghiệm từ những người thành công thì chúng ta cần phải có những lý do rất là chính đáng và lý do đủ mạnh. Mình muốn lý do đủ mạnh, ok chưa? Và số 10, một cái điều vô cùng quan trọng của số 10 đó là đừng bao giờ chúng ta bỏ cuộc. Ok chưa? Mình nói với các bạn rồi, cái bỏ cuộc, cái người bỏ cuộc là cái dở hơi nhất. Cái người mà đi nửa chừng bỏ cuộc là cái người mà họ như thế nào, họ yếu lắm. Đã làm gì là phải làm cho đến cùng và chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc. Nếu mà bạn tương tác với cái người thành công đó mà họ chia sẻ cho bạn thì các bạn tương tác lần 2, các bạn tương tác lần 3, tương tác lần 4. Chứ tương tác một lần, hai lần không được rồi chúng ta bỏ cuộc. Đó là cái gì Là cái dở hơi nhất. Và đầy những người vậy họ làm chưa tới nơi, họ làm mất chút xíu họ đã mệt, nó rên rỉ và họ lại gì họ lại bỏ cuộc. Thực sự thì những người bỏ cuộc thì những người chả làm được cái gì hết. Người ta chia sẻ mình bởi vì mình chưa đủ độ thân, mình chưa đủ độ tin, mới vừa gặp lần đầu, chưa quen biết nhau nhiều. Bạn hiểu chưa? Thì dĩ nhiên là họ chưa chia sẻ cho mình, nhưng mà khi thắng thì họ chia sẻ cho mình thôi. Họ chút bỏ cuộc thì làm gì? Khi mà bạn bỏ cuộc, điều đó đồng nghĩa với bạn gì Bạn đang rất là yếu. Bạn đang rất là gì Bạn đang rất là còn non. Bạn đang rất là gì? Cái phía bên trong của bạn nó chưa đủ chiều sâu, nó chưa đủ cái va vấp. Thế là bạn hỏi chút là bạn bỏ cuộc. Ok chưa? Là tất cả những cái mình gửi đến các bạn trong 10 cái gì Trong 10 cái học hỏi kinh nghiệm từ người thành công ngày hôm nay, thì cái số 10 là cái vô cùng quan trọng. Mình nói bạn, cái số 10 là cái quan trọng nhất, cái mấu chốt để chúng ta gì chúng ta đạt được thành công từ việc học hỏi kinh nghiệm từ những người khác. Nếu mà các bạn bỏ cuộc thì từ cái số 1 cho tới cái số 10, từ một cái số 1 cho tới cái số 9, bạn cũng sẽ chả đạt được cái gì. Nên là một điều tiên quyết là đã làm cái gì là chúng ta làm đến cùng và đeo đuổi đến cùng, không bỏ cuộc. Các bạn thấy là mình đeo đuổi, mình viết sách đó. Các bạn thấy chưa, mình đeo đuổi, mình viết sách đó. Là tại sao? Nếu mình bỏ cuộc á mình đã không ra được tới cái quyển sách thứ 3, sách thứ 4 đâu Và khi mà mình ra được cái quyển sách thứ 3, thực sự là mình ra được quyển sách thứ 2 là mình biết rằng là mình sẽ ra được tới 10 quyển sách, bởi vì mình hiểu được cái nguyên lý viết sách rồi.
Các bạn biết cái quyển sách đầu tiên của mình, mình mất hết 4 năm rưỡi để mình mới có được nó. Bởi vì mình chưa có kinh nghiệm, mình chưa hiểu phải viết nó như thế nào cho nó phù hợp, viết tới rồi lui. Và nếu mà mình bỏ cuộc thì chắc chắn là cái quyển Vượt Biển Lớn nó không bao giờ ra đời. Và khi mà mình viết được cái quyển Vượt Biển Lớn ra đời rồi á, thì nó như thế nào nó giúp cho mình có rất là nhiều kinh nghiệm để mình rất là nhẹ nhàng để mình ra cái quyển thứ hai, là cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Và khi mình ra được quyển thứ hai rồi á, thì mình mới biết chắc rằng mình sẽ có được 10 quyển trong cuộc đời mình, ít nhất mình cũng sẽ được có được 10 quyển sách. Các bạn hình dung chưa? Và rõ ràng mình chuẩn bị ra cái quyển bán hàng online là cái quyển thứ ba bằng tiếng Việt. Ok, nếu mà tính tổng thì mình sẽ có được 4 quyển, là có quyển tiếng Anh nữa là 4 quyển. Các bạn hình dung chưa? Nghĩa là sao? Mình biết chắc rằng trong cuộc đời mình có ít nhất cũng phải là 10 cuốn sách. Bởi vì mình không bỏ cuộc, mình sẽ đeo đuổi nó đến cùng. Bạn hình dung ra điều này chưa? Và cho tới ngày hôm nay cũng vậy. Nếu mà mình bỏ cuộc thì mình cũng không có cái cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay đâu à. Bây giờ mình vẫn khó khăn mà mình vẫn còn lam lũ à. Ok các bạn ơi. Và đó là lý do mà từ cái điều số 1 mình nói hồi nãy cho tới cái điều số 10 bây giờ, thì cái điều số 10 là điều quan trọng nhất. Không bao giờ bỏ cuộc, mà bạn phải đeo đuổi đến cùng. Nếu mà bạn một lúc nào đó mà bạn cảm giác rằng bạn không chịu nổi nữa, thì bạn phải kích hoạt cái tính kiên trì của bạn lên. Bạn phải vô cùng kiên trì lên. Bạn phải kích hoạt cái sự kiên trì. Trong con người ai cũng có cái tính kiên trì đó. Và nếu mà bạn kiên trì hoài mà bạn không kiên trì nổi nữa, thì bạn phải gì? Bạn phải vô cùng kiên nhẫn. Các bạn hình dung chưa? Bạn phải vô cùng kiên nhẫn. Và bạn kiên nhẫn rồi mà bạn còn chịu không nổi nữa, là bạn phải dùng cả ý chí của mình để bạn kiên nhẫn, để bạn giữ được nó, để đeo đuổi đến cùng. Bạn hình dung chưa? Nên là chúng ta phải như thế nào chúng ta phải giữ được ý chí nó. Ok các bạn ơi, và gần 11 giờ rồi mà các bạn vẫn ngồi xem cái chương trình live stream của mình, cả 100 người đang xem, rõ ràng các bạn là những người rất là tuyệt vời. Các bạn đeo đuổi đến cùng, có bạn nói chết cũng không bao cuộc, đúng rồi. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải giữ, và chúng ta cần phải biết, chúng ta phải kiên nhẫn, phải dùng cả ý chí để chúng ta làm cái việc đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Vâng. Và bạn nào mua sách của mình chưa? Bạn nào mua sách của mình thì các bạn hãy comment cho mình. Mình có 3 cái quyển sách này. Và bạn nào mua 2 cái quyển sách này tiếng Việt này, thì mình sẽ giao đến các bạn, đến tận nhà trên khắp mọi miền đất nước. Và các bạn sẽ được inbox vào được một cái group. Trong group đó mình chia sẻ sâu về kinh doanh. Ở ngoài này thì mình chỉ chia sẻ về phát triển bản thân thôi. Ok không các bạn ơi? Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nào muốn mua sách thì các bạn cứ comment với mình thôi. Comment số điện thoại thì sẽ giao đến nhà bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã xem, theo dõi chương trình live stream tối hôm nay. Và cái chương trình live stream của tối thứ 6 là 21:30, là 10 cách để chúng ta, 10 lý do vì sao chúng ta phải bảo vệ sức khỏe của mình. Ok chưa? Và khi bạn nghe xong cái live stream tối thứ 6 thì bạn phải gì Bạn phải quý sức khỏe của mình, bạn trân trọng sức khỏe của mình. Chúc bạn buổi tối ngủ rất ngon. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.